Chiều qua, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 18 cùng ngày, anh Vũ Anh Tuấn, 21 tuổi, ngụ xã Hương Lộc, huyện Thống Nhất, điều khiển xe máy biển số 60H5-10123, chở chị Nguyễn Thị Tố Trinh, 18 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh, chạy từ cầu Suối Bí ra quốc lộ 1A. Khi đến vị trí giao cắt với đường sắt Bắc Nam tại km 1663-340 thuộc xã Hương Lộc thì va chạm với tàu hàng H4503 đầu máy kéo D19E940 đang chạy hướng Bắc Nam do lái tàu Nguyễn Văn Khương điều khiển. Sau cú tông mạnh, xe máy văng xa hơn 100m, hư hỏng nặng, còn hai người trên xe máy bị hất văng ra ngoài, tử vong tại chỗ.